các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Người tiểu phu mới trả lời nói, trưởng lão cứ theo con đường cái này, đi về phía tây chưa đầy nghìn dặm là đến nước thiên trúc cực lạc rồi. Đường tăng nghe xong, vui vẻ từ tạm người tiểu phu, dục ba anh em ngộ không khẩn trương lên đường bốn thầy trò xuống đến chân núi ẩn bộ theo lối đường cái đi độ mấy ngày đã gần tới một tòa thành trì tam tạ hỏi ngộ không con xem tòa thành trì ở trước mặt đã phải là nước thiên trúc chưa không phải không phải chỗ ở như lai là một ngọn núi to chứ làm gì có thành trì ở đây có lâu đài điện cát gọi là chùa đại lôi âm dù có đến thiên trúc cũng chưa phải nơi ở của như lai sư phụ ạ à, ta hãy cứ đến tận nơi xem xét rồi sẽ rõ thôi một lúc sau đã đến ngoài thành tam tạng xuống ngựa vào đến lần cửa thứ ba trung thấy thành trì hưu quạnh phố xá vắng ngắt nhưng đi đến một cái chợ thì thấy rất nhiều người đang xuống quanh mấy người đội mũ thắt đai ở dưới một hiên nhà vì quãng đường này người hơi đông có lắm người không chịu tránh lối bát giới cục cằn quá to tránh ra tránh ra cho đi nào nghe có tiếng người quát như vậy mấy người đội mũ thắt đai ở dưới hiền vội vàng bước ra cuối mình hỏi các vị ở đâu tới đây đường tăng đứng ra trả lời nói bần tăng từ nước đại đường bên đông thổ sang thiên trúc lễ phật cầu kinh vừa mới đến bảo phương đây một là chưa biết địa danh hai là chưa tìm được chỗ trọ vậy xin các ngài chỉ bảo cho ạ à. mấy người quan đó đáp lễ xong rồi nói nơi đây là ngoại quận nước thiên trúc địa danh là quận phượng tiên vì vùng này hạn hán mấy năm liền nên quan quận sai chúng tôi yết bảng ở đây đón mời pháp sư cầu mưa cứu dân chúng Khanh giả nghe xong hỏi Bảng văn của ngài ở đâu? Bảng văn ở đây Vừa rồi mới quét dọn hiên nhà Chưa kịp treo lên mà Thế đem ra cho tôi xem nào Bọn quan đem bảng văn ra Treo ở dưới hiên song Bốn thầy trò đường tăng bước lên xem Đại ý trên đó viết Quan quận Phượng Tiên nước Đại Thiên Trúc Họ là thương quan Nay vì đất quận gặp trời hạn hán mấy năm liền không mưa. Đáy giếng khô, lòng sông cạn, mùa màng thất thu muôn dân lầm than. Đồng ruộng bỏ hoang, đời sống cơ cực. Vì vậy, yết bảng văn này trông mong các vị hiền chiết thập phương đến cầu mưa cứu dân. Bản quan tình nguyện dâng một nghìn nén vàng báo đền ơn nặng. Hành giả xem xong nói với các quan cái trò cầu mưa có gì là khó, hồi còn nhỏ tôi đã chơi qua rồi. nghe thấy hành giả nói vậy, các quan liền sai ngay hai người chạy vội về trong quận báo. thưa lão gia, tin mừng đã tới à? lúc này quan quận đương thắp hương cầu nguyện, nghe thấy có tin báo mừng, liền hỏi mừng gì vậy? ấy? thưa quan quận, hôm nay lĩnh bảng vừa đem ra ngoài cổng trọ liền có bốn vị nhà sư nói là người nước Đại Đường bên nông thổ sai đến nước Thiên Trúc lễ Phật cầu kinh. Họ xem bản viết xong nói là có tài cầu mưa. Quan quận tức thì sửa áo đi bộ đến cổng chợ để đón mời theo đúng lễ. Quan quận vừa trông thấy đường tăng liền cúi dạp xuống ngay giữa phố nói: Hạ quan là quận hầu quận Phượng Tiên, họ là thương quan nay đến bái thỉnh lão sư phụ cầu mưa cứu dân mong ngài mở rộng lòng từ bi vận thần thông tế độ tế độ đường tăng đáp lễ nói ở đây không phải chỗ nói chuyện xin cho bần tăng đến nơi chùa quán nào mới thông thả bàn việc thế thì mời trưởng lão về cả trong nhà tôi sẽ có chỗ thanh tĩnh hậu chuyện Bốn thầy trò dắt ngựa quẩy gánh theo quan quận vào trong phủ. Quan quận liền sai pha chè và làm cơm. Ăn chay xong, đường tăng cảm ơn và hỏi. Thưa quan quận, quý sứ đây đại hạn đã bao lâu? Trưởng lão à, vùng này bị hạn hán ba năm liền, cỏ cây chết héo, hoa màu thóc lúa không nước tưới. Dân chúng lầm than cơ cực, mời nhà thì chín nhà than khóc. Nếu ngài quá có phép cầu được mưa Hạ quan đây xin tạ ơn bằng nghìn lạng vàng Đấy đừng nói thế Nếu bảo tạ ơn nghìn vàng Thì nửa giọt mưa cũng không có đâu Còn nếu để tích đức tu công Thì tôi xin giúp ngài một trận mưa to Nghe hành giả nói vậy Quan quận liền mời hành giả ngồi lên trên cúi đầu chào nói Trưởng lão nếu rủ lòng từ bi Hạ quan quyết không dám trái đức bất tất phải nói nhiều xin mời ngài dậy nay chỉ phiền ngài trông nom sư phụ tôi cho cẩn thận để tôi đi làm mưa ngay bây giờ đây rồi gọi cả sa tăng và bát giới đến bảo hai chú theo tôi xuống dưới nhà hộ lão tôn gọi long Vương đến làm mưa ba anh em ngộ không đi cả xuống dưới nhà quan quận thắp hương lễ bái tam tạm thì ngồi đọc kinh hành giảng đọc chân ngôn niệm thần chú tức thì một đám mây đen từ đằng đông ùn đến dần dần hạ xuống trước nhà long vương biển đông ngao quảng thu mây lại đến cuối mình lễ chào hành giả và nói đại thanh đòi tiểu long đến đây có việc gì sai thiên nay chỉ phiền ngài đến mưa xuống cho quận phượng Thiên, vì đây mấy năm trời bị hạn hán rồi thế tại sao ngài lại không làm mưa xuống ngay cho đâu dám từ chối chỉ vì đại thánh đọc chân ngôn kêu gọi Không dám không đến ngay Nhưng bây giờ một là chưa có ngự chỉ trên trời Hai là không hề mang theo thần tướng làm mưa Nếu đại thánh đó có lòng cứu dân Hãy để tiểu long này về biển điểm binh Và phiền đại thánh lên trời tâu xin cho một đạo thánh chỉ làm mưa Thì tôi mới chiếu theo ý chỉ làm mưa xuống được Hành giả thấy Long Vương nói cũng phải, lại phải để cho Long Vương trở về Biển Đông Rồi chạy ngay lên nhà dặn bảo Sa Tăng và Ba Giới Hai chú trong năm sư phụ để tôi lên thiên cung đây Hành giả lên đến ngoài điện thông minh gặp các thiên sư Nói qua nguyên do muốn ý kiến Ngọc Hoàng Các thiên sư liền dẫn hành giả đến dưới điện linh tiêu tàu Muốn tàu vạn thuế có tôn ngộ không muốn cầu mưa cho dân chúng ở quận Phượng Tiên nước Thiên Trúc Nghe Tô Dông Ngọc Hoàng nói Ngày 25 tháng chạp hồi 3 năm trước đây Chấm xuất hành giám sát muôn trời Trời khắp ba cõi Khi xa giá tới phương ấy Thì bắt gặp quận hầu thương quan Đem lễ cúng trời đổ cho chó ăn Miệng còn nói bẩn thiếu Gây nên tội mạo phạm trời Tức thì chấm lập ra ba việc Ở trong điện phi hương Bây giờ các người dẫn tôn hành giả đến xem Nếu ba cái ấy đổ cả rồi Lập tức chấm sẽ hạ chỉ cho phép làm mưa Nếu chưa đổ Thì đừng có vơ việc vào người mà uống công ra Khi bốn thiên sư dẫn hành giả vào trong điện phi hương Quả thấy có một ngọn núi gạo Cao chừng 10 trượng Một con gà chỉ to bằng nắm tay Đang mổ gạo ăn Ở bên cạnh là một ngọn núi bột cao chừng 20 trượng. Một con chó lông vàng đang liếm bột ăn ở đấy. Bên trái đống gạo đặt một chiếc giá bằng sắt. Trên giá treo một chiếc khóa vàng mà hai then khóa lại là bằng hai thỏi gỗ to bằng ngón tay. Bên dưới thắp một ngọn đèn cứ để cho ánh lửa đèn đốt cháy hai then gỗ ấy. Hành giả xem xong không hiểu ý ra làm sao Bèn ngoảnh lại hỏi thiên sư Thế là ý gì hả ngài? Đấy là vì tên kia xúc phạm đến trời Nên Ngọc Hoàng lập ra ba việc này Cho đến bao giờ gà mổ hết gạo Chó liếm hết bột Ánh lửa đèn đốt cháy đứt hai then khóa Thì phương ấy mới được có mưa Hành giả nghe xong khó nghĩ quá Không dám trở lại tâu nữa Thế vậy, bọn đại thiên sư cười lên nói <cười> Đại thánh không nên buồn phiền Bây giờ ngài cứ về khuyên người ở phương ấy làm điều thiện đi Rồi việc cầu mưa sẽ được tỏa nguyện thôi Hành giả nghe xong, vội quay ngay về hạ giới Tìm quận hầu chất vấn những thức lễ chay tín cũng trời cớ sao nhà ngươi dám ấy đổ cho chó ăn bây giờ trời không chịu cho phép làm mưa đâu Quan quận sợ hãi quỳ dạp người xuống nói Ờ, quá có chuyện như thế Nhưng mau ngài chỉ bảo cho Ngộ không? Theo con thì làm thế nào? Nghe đường tăng hỏi vậy Hành giả mới nói Không khó đâu thầy ạ Khi con ra về Bốn thiên sư con nói với con là Chỉ có làm việc thiện Mới chuộc lại lỗi là mấy Quận hầu nghe xong phục xuống đất van lại nói nhờ trưởng lão chỉ đáo cho hạ quan xin tuân theo hết thảy nếu nhà ngươi chịu làm việc thiện và đọc kinh niệm phật thì ta sẽ giúp cho quận hầu cúi đầu lễ bái xin phát nguyện quy y và lập tức chịu mời sư trong các xứ lập một đàn hội quận hầu lại đích thân dẫn mọi người đến dâng nhang lễ bái cầu trời khấn phận thứ lối cho Tam tạng cũng tụng kinh cầu hộ Một mặt lại khẩn sắc cho dân chúng trong thành Bất kể già trẻ trai gái Đều phải dâng hương niệm Phật Lúc đó hành giả mới vui mừng bảo với sa tăng và bát giới Hai chú trung nam sư phụ cho cẩn thận Để lão tôn lại đi giúp y một lần nữa Lần này lên thiên cung hành giả gặp ngay hộ quốc thiên vương đến đón hỏi ngài lại lên đây có việc gì đây quận hậu ấy đã theo làm việc thiện rồi đường chuyện trò đã thấy trực phù sứ giả bưng những tờ văn thư nhà đạo sĩ và quan điệp nhà chùa đến ngoài cửa trời truyền đệ hành giả hỏi ngài đem văn điệp này đi đâu đưa đến điện thông minh trao cho thiên sư chuyển đệ lên ngọc hoàng Vậy thì ngài đi trước, tôi sẽ theo đến sau. Thấy hành giả nói sẽ vào ý kiến Ngọc Hoàng. Hộ quốc thiên vương nói, Đại Thánh không cần phải đến Điện Đinh Tiêu nữa. Bây giờ, ngài cứ đến ngay phủ kiểu thiên, nhờ mấy vị thần sấm xét làm ra sấm chớp, sẽ có mưa xuống. Hành giả y theo lời dặn, thẳng tới phủ kiểu thiên. Gặp lôi môn sứ giả kể lại đầu đôi câu chuyện và nói rõ trực phù sứ giả đã mang văn điệp tâu lên Ngọc Hoàng rồi. Bốn thần sấm sét mới ưng thuận theo hành giả xuống đến địa giới quận Phượng Tiên làm phép. Tức thì tiếng sấm ầm ầm, tia chớp nhoang nhoáng sáng rực trời. Tại điện Linh Tiêu, Ngọc Hoàng nghe tâu quận hầu cùng lê dân quận Phượng Tiên đã quy y thiện quả lễ Phật kính trời liên truyền chỉ sai thần gió thần mây thần mưa xuống hạ giới dội mưa đều khắp quận phượng tiên khi lượng mưa đã đủ các thần lần lượt trở về thượng giới tất cả quan viên quân lính cùng dân chúng quận phượng tiên đã ba năm dòng không thấy sấm sét hạt mưa nay được thấy sấm dội mưa rào như vậy trong lòng họ vô cùng phấn khởi hết thảy đều quỳ xuống cúi lại tạ ơn trời. Hành giả ở trên mây bước xuống nói với đường tăng. Bây giờ xong việc dân yên nên thu xếp lên đường thôi. Quan quận nghe tiếng vậy vội vàng cúi đầu lại nói. Lần này là nhờ ân đức của ngài mới có mưa xuống. Hạ quan đây đã sửa soạn cơm chay để đáp lại ân sâu nghĩa nặng của ngài. Rồi sẽ dựng một ngôi chùa và sinh từ lập bia khắc tên bốn mùa cúng tế sao các ngài lại vội vàng lên đường thế quan lớn nói cũng phải đấy nhưng vì chúng tôi là nhà sư quẩy gánh đi bộ đến thiên trúc cầu kinh nên không dám ở lâu quan quận cứ khăng khăng giữ lại đồng thời sai ngay người làm tiệc và gấp rút khởi công làm đình chùa suốt ngày đêm ngày hôm sau quan quận cho mở đại tiệc thiết đãi bốn thầy trò đường tăng suốt một ngày dòng, hết sức vui vẻ và long trọng. Rồi sau đó cứ một ngày yến, hai ngày tiệc, hôm nay thì thù lao, ngày mai thì tạ ơn. Họ cố giữ bốn thầy trò ở lại đến hơn nửa tháng. Lúc đó, ngôi chùa và ngôi sinh tử cũng đã dựng xong. Bốn thầy trò đường tăng đến xem chùa mới nhìn thấy điện các nguy nga, sơn son thép vàng, đẹp đẽ vô cùng. Ai nấy đều khen ngợi. Hành giả mời đường tăng đặt tên chùa. Tam tạng ngẫm nghĩ một lúc nói. Đặt tên gọi là chùa Cam Lâm Phổ Tế vậy. Rất hay, rất hay, trưởng lão ạ. À. Quan quận vui sướng khen ngợi xong, liền cho thép vàng mấy chữ đó và mời sư đến hương hỏa phụng thờ. Còn ngôi sinh từ bốn người ở ngay bên trái chùa Có xây thêm nhiều tượng thần sấm và thần rồng để báo công ơn Hằng năm bốn mùa tế lễ Bốn thầy trò xem xong liền thu xếp lên đường Dân chúng trong quận biết là không thể giữ bốn thầy trò ở lâu được Họ đều mang lễ đến tiến Nhưng thầy trò đường tăng không lấy tí gì Thấy vậy các quan trong quận chống nhạc rộn rã cờ phan phất phới đi tiễn chân bốn thầy trò tới ba mươi dặm vẫn chưa nỡ chia tay rồi cứ nhìn theo mãi đến khi khuất bóng bốn thầy trò mới đành gạt lệ ra về